Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này em lên sẽ lô chữ FS nha các bác nhé. Sẽ gồm có 6 máy này, S Echo này, Tanaka, và Tanaka Zangma nhá, Shidewa. Sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có 3 món là rũa tiếp và tô vít nhá. 3 món theo kèm rũa tiếp và tô vít nhá. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin like các bác nhé, đăng ký kênh và chuông thông báo. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì số điện thoại em xin nhắc lại là 0976123320. Thì đầu tiên S1 ngày hôm nay. S1 ngày hôm nay thì có con máy đến từ thương hiệu Echo, con tay dài rất là đẹp. Cái dòng này thì nó quá là nổi tiếng rồi. Nói về máy bãi, máy Nhật thì Echo, máy cắt cỏ, máy cưa của nó thì quá là mạnh nhá, rất là chất lượng luôn. Con này thì được trang bị công suất là 33cc, nòng 38 ly. Đấy, nòng dòng này khá lớn. Con này thì rất là đẹp, con tay dài mini dành cho anh em thích hợp cắt gia đình, cắt tỉa cành, cắt leo treo, cắt củi. Con này thì máy rất là đẹp các bác này. Đấy, được trang bị lam bản cắt là 30, lam 35, xích mini. Đấy. Con này thì trọng lượng máy là 4,5 kg nhá, 4,5 kg. Dòng này thì bao các bác là cực kỳ là bền luôn, nhẹ nổ nhá. Máy thì mới keng luôn anh em này. Đấy. Rồi, con này trọng lượng máy là 4,5 kg. Giá con này là 1,9 triệu nhá. Hơi hám bên này bao hơi hám con này bao còn nguyên sọc ngang luôn. Đẹp đến 99,95% luôn các bác ạ. Test nổ thì máy con S1 cho các bác này. Đây. Rất đẹp. Tiếp theo S2, một con tay cụt. Đấy, một con siêu mini cho anh em luôn. Con này rất là đẹp nhá, xuất sắc luôn. Con đến từ thương hiệu của Tanaka. Con này mã của nó là PMS330B. Trang bị số là 33cc, nòng 37 ly. Đấy, các bác nhìn cái bộ lam xích con này này. Đấy, máy được trang bị lam mặt cắt là 35-40, xích mini, lam xích. Nhìn cái bộ lam xích để biết máy chưa dùng là bao. Máy móc con này thì đẹp keng luôn các bác nhá, đẹp trên 90%. Đấy, thích hợp cho anh em cắt leo trèo, tỉa cành, cắt củi. Con này thì trọng lượng máy là 4 kg. Máy xuất sắc luôn cho mọi người nhá. Rất đẹp. Rồi, con này giá của nó là 2 triệu bao ship nhá, S2. Test nổi thì máy S2 cho các bác này. Ship đó. Những con nó có bơm xăng phụ này thì cứ các bác vận hành các bác nhớ bơm xăng phụ lên nhá. Vừa nãy em quên không bơm xăng phụ. Rồi, giá 2 triệu bơm xăng phụ này thì máy nó giật phát nổ luôn. Tiếp theo S3 ngày hôm nay thì một con tay dài Tanaka. Con này mã của nó là PMS305 30cc, nòng 37 ly. Con này thì tua lớn này nhá. Tua cực kỳ là mạnh và con này máy rất là đẹp, thích hợp cho anh em cắt củi gia đình, cắt củi nấu rượu, cắt leo trèo, tỉa cành, tỉa nhánh. Đấy, quan trọng là máy rất là đẹp luôn các bác nhé. Con này hơi há bên trong bao. Cái đời này thì chạy cực kỳ là mạnh nhá. Đấy, chạy nó tua lớn và đặc biệt nó căng đét luôn cho mọi người. Cổng cáng 7 màu lam, được trang bị lam mặt cắt là 40, lam 45 mặt cắt là 40. Đấy, rất đẹp luôn. Sẽ siêu loại xăng. Đấy, các bác nào mà muốn mua con tay dài nhá, mà đặc biệt thì ưu tiên cái độ dễ dùng thì bác con này. Đấy, đời này thì cực kỳ là nhạy luôn các bác nhá. Con này giá 2 triệu S4, S3 giá 2 triệu bao ship nhá. Tiếp tục thì máy S3 cho các bác này. Rất là giỏi. Tiếp theo S4 ngày hôm nay thì một con răng ma VIP
thương hiệu Giang Ma thì quá nổi tiếng rồi, đặc biệt đối với anh em hay làm vùng đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì cực kỳ là chuộng cái dòng này nhá. Thương hiệu này nó chạy cực kỳ là bền. Đấy, máy thì được trang bị công suất con này là 35cc nhá, nòng 40 ly. Đấy, thích hợp cho anh em đi cắt khai thác tầm trung, các bác cắt những cái dòng mít miếc các kiểu nhá. Đấy, các bác cắt cả ngày luôn, những cái dòng này thì các bác cắt cả ngày, máy nó cực kỳ là trâu bò luôn, chạy cái độ bền cao, độ bền cao luôn. Đấy, và chạy nó rất là trâu chó luôn nhá. Trọng lượng máy con này là đi tầm 5 kg, mặt tiền này rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp. Còn con Giang Ma rất chắc chắn luôn, dòng này chạy cực kỳ ổn định các bác nhá. Lam mặt cắt là 35, lam 40. Đấy, xích là xoáy xích mini, chạy rất là bền máy, rất là ngọt. Rồi, con này giá là 2,1 triệu nhá, S4. Test nổ thì máy S4 cho các bác này. Đó, các bác nào mình mua phân khúc trên dưới 2 triệu nhá thì con này thì nó yêu cầu máy trâu bò nhá, thì các bác chọn này. Chạy thì bao các bác là độ bền rất là cao. Con này giá 2,1 triệu, bao phí ship nhá. S4, mã của nó đây này, SK360. Rồi, 350. Rồi, tiếp theo S5. S5 ngày hôm nay thì một con Sidewa Short đời cao. Con này thì đời trợ lực lớn này. Đấy, cái chụp giờ này thì nó hơi bể một vài cái nan này thôi, nhưng bao các bác là không ảnh hưởng gì hết nhá. Đấy, chỉ là để thông nhiệt thôi các bác nhé. Còn cái chụp giật này thì rất là nhiều luôn, phụ tùng Siwa rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì được trang bị công suất là 36cc, nòng 40 ly, lam mặt cắt của nó là 40 nhé, lam 45. Đấy, thích hợp cho anh em hạ cây đứng cắt khai thác tầm trung. Đấy, vành gỗ 150 đổ lại thoải mái. Đấy, dòng Siwa thì nó đại chạy nó vòng tua lớn, độ bền cao, trọng lượng máy 5 kg. Đặc biệt thì con này có trợ lực lớn này, thích hợp cho các bác nào có tuổi rồi nhé, hoặc đơn thuần các bác muốn mua con máy có trợ lực lớn này cho nó dễ dàng giật và dễ dàng vận hành nhé. Máy thì những cái máy trợ lực lớn này giật rất là sướng và nhạy nổ. Đó, bơm xăng phụ đây. Đó, rồi ok, con S5 này giá 2,5 triệu nhá, bao phí ship. Đó, test nổ thì máy S5 một con Siwa VIP rất là nhẹ nhàng luôn, rất là nhạy nổ. Rồi ok, con này giá 2,5 triệu báo ship nhá. Cuối cùng ngày hôm nay con S6. S6 ngày hôm nay thì có con Sidewa 360 VIP này. Đấy, đời này cực kỳ là VIP rồi. Con này thì được trang bị lam Latin. Lam mặt cắt của nó là Latin, mặt cắt của nó là 40, lam 45. Xích là xài xích chân 325 các bác nhá, xích chân 325 thì hỗ trợ các bác hạ cây đứng các kiểu thì nó rất là nhanh. Đấy, trọng lượng máy con này rơi tầm 5,3 kg nhá. Đời Sidewa 360 này thì rất là bền. Đấy, anh em nào đã tìm hiểu qua máy cưa thì bãi các cái kiểu thì biết nhá. Con này thì được trang bị suất là 36cc, nòng 40 ly, nhưng mà nó cắt vanh gỗ 150 đổ lại thì cực kỳ là sướng, bền máy, và đặc biệt thì chạy rất lợi xăng các bác nhá. Đấy, con này làm dài này, đây đo thử phát xem nào. Làm con này là mặt cắt của nó là 40 luôn, làm là tỉnh nhá. Xích đặc biệt thì chạy xích 325 thì quá chất lượng rồi, quá chất lượng luôn anh em ạ. Xích lỡ ạ. Rồi, con này thì giá của nó 2,7 triệu, nhưng S6 giá 2,7 triệu bao ship. Test nổ thì máy S6 còn cuối cùng ngày hôm nay. Trọng lượng máy là 5,3 kg. Kỳ là sướng luôn và tải rất là lực. Rồi, con này giá 2,7 triệu bao phí ship nhá. Đó, ok. Thì anh em nào quan tâm sản phẩm mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 12330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.